Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kian. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Teddy. Và trong game này mình sẽ làm gì? Trong game này là mình sẽ hỗ trợ thằng bạn mình đi tìm gấu bông của nó. À, thì gấu bông của nó thì bây giờ game này là theo kiểu vừa simulator mà vừa cốt truyện nha. Rồi, à, đầu tiên vô thì có code nha mọi người. Đầu tiên vô là có code. Đây, mọi người bấm vô cái thực đơn và bấm vô cái mặt. Cái này là Google Translate chắc luôn. Code đầu tiên của nó đây, đó là code Holiday. Code này thì nó sẽ cho mình 500 game nè. Đó, game trong này thì mình chưa biết để làm gì đâu. Code thứ hai thì code Hash. Hash này nó sẽ cho mình nhân 2 tiền hay là nhân cái gì đó. Đó, rồi tiếp theo nữa, đó là code Minicell. Minicell thì mọi người khi nhập code này vô á, là nó sẽ lúc mà vô đây nè, đó là cái động nó hiện ra cái bảng này luôn. Và nó hiện đúng một lần luôn, ai mà bấm tắt một cái là coi như là mất cái code này. Thì cái code đó nó sẽ cho mình là mua mấy cái tiền này nè, với giá rất là rẻ. Ví dụ như là 78 Robux thì nó giảm xuống còn khoảng chừng 30 mấy Robux thôi, là mình mua được 1000 tiền, đó dạng vậy. Rồi, code cuối cùng của nó, đây. Code cuối cùng nha. Đây, Lucky Boost. Đó, Lucky Boost này là nó sẽ tăng cái độ may mắn của mình lên khoảng 30 giây, à là 30 phút lận. Rồi, đó, thì bây giờ nhiệm vụ của mình chỉ là đi tìm cái con gấu bông cho thằng bạn, gấu bông giùm thằng bạn. Mà thằng bạn mình nó đang ở đâu thì mình chưa rõ. À đây, khoan đã, để mình coi thử coi. Ơ, à, cái này nó đang tutorial. À, nói chuyện, gì đây? Vui lòng nhỏ 5 bữa cây trong nhà chúng tôi trước khi đến nhà. À, đây là nhà của mình, đây là nhà của mình. À, bây giờ mình muốn xin mẹ đi chơi thì mình phải làm nhổ cỏ rồi mình mới được đi. Ôi giời. Tao công nhận nhà mình với nhà bạn kế bên luôn nha. Trời, nhà kế bên luôn, xác chết luôn. Ủa, con gấu bông nè, đó, đây con gấu bông nè. Chắc chúng ta đã đánh mất nó rồi. Nó đi rồi, Ethan. Đây là mẹ, đại thằng bạn mình gọi là Ethan. Mà mẹ nó, đây là mẹ của nó. Thằng nhỏ rất là buồn. Nó có thật. Ông Google dịch khác liền không? Google trên Slay nhìn phát biết ngay. Trời ơi, tuyệt luôn á. Chào cô. À, cô chào con, bạn của bạn. Vãi nồi, phải nói là bạn của con chứ. À, bạn của con, à đúng rồi, Ethan đã bỏ đến công viên. Nhưng mà cái mặt, gương mặt của nó rất là buồn bã. À, cô chỉ muốn dọn dẹp những cái đồ chơi lộn xộn của nó ở trước sân thôi. À, dọn dẹp đồ chơi rồi xong rồi đi. Trời, tự nhiên đi qua gặp thằng bạn thôi mà. Tự nhiên cái qua đây thành thử là mình qua đây mình hộ, mình làm ô xin luôn hả trời. Thì chứ cái thằng quỷ này, ý mình nói là thằng quỷ bạn nha, chứ không phải là cô đâu. Cô kêu không đến đâu, kêu thằng quỷ được, thiệt tình. Nói thằng quỷ này nó chơi nó xả, bây giờ bắt mình dọn có chịu nổi không chứ. Chán ghê. Để coi thử coi mình có cái gì đây mình hốt được không ta. À, đây có cái rương. Ô, có cái rương, quá ngon. Được bao nhiêu tiền? 75 tiền. Phải như thế, 75 tiền là phải như thế. Bây giờ mình sẽ mua cái ủa, đây đủ tiền không chứ. À, 100 tiền lận hả? Ủa, thằng nào đấy? À, cái này là tutorial, cái này cái thằng này nó giới thiệu thôi chứ không có gì đó. Đấy, bây giờ là mình sẽ... Oh, tự nhiên cô được cộng thêm nè. Ủa, kính vô nói chuyện này, cái được cái được cộng thêm 75 kỳ nữa. Ngon vãi nồi. Ok, vậy thì mình đã mua được cái thằng cây cái găng tay này. Bà găng tay này thì có để giúp mình nó dọn dẹp nhanh hơn. Đó, siêu nhanh. Nãy giờ quên để ý luôn là mấy con. 11, ôi 11 con rồi vãi nồi. Đủ rồi mà không chịu đi thì kinh chứ. Yeah, cảm ơn con đã chăm sóc đồ chơi vãi nồi. Đúng là Google Translate có khác mà. Đây là một số tiền để... À, trả công. Đi làm cái này coi gọi là làm công ăn lương ấy. À, ok. Được rồi, bạn rất là hào phóng, hào nhoáng. Ok, chào cô, con đi gặp thằng bạn đi. Đây, thằng bạn mình đang ở đây nè mọi người. Đó, thằng bạn mình nè, đó. Nói xin chào kia Phạm, biết rồi. Tôi đã mất cái đi rồi, con đang cần nó. Tại sao lại mất cái đi, là chỉ là một con gấu bông thôi mà. Mà con không bao giờ đến mất nó. Mẹ con đã cố gắng làm cho con thoát khỏi. À, có nghĩa là bà mẹ bà muốn bỏ cái con cách đi này đi. Mà thằng này nó không muốn, cách đi nó không ở nhà con nên con đã đến công viên này ngày hôm qua để tìm. Và bạn có thể giúp tôi kiểm tra các bụi cây này được không? Trời ơi là trời. Thằng mặt quỷ. Tại sao mày không đi lâm? Tại sao mày không đi tìm mà mày bắt nó đi tìm cái thứ gì á? Bạn bè như cái bạn ừ. Hả? Thiệt luôn á. Người thấy không? Bây giờ hai bên muốn đi bên nào cũng được đúng không? Bây giờ qua bên này bao nhiêu tiền? 500 tiền, chưa đủ tiền rồi. 250. Bây giờ ủa khoan, nó kêu mình đi làm bao nhiêu vậy?
Lượm bao nhiêu? À 10 cái luôn hả? Nhiều dữ trời. Đủ tiền rồi, mua cái 50. Yeah, 50 mấy cái là mình hốt, đúng không? Mọi người thấy không? Lên 50 mấy cái hốt siêu nhanh luôn. Chứ. À, ở đây có cái rương mà nãy giờ tôi quên. Trời ơi, đi lượm mấy cái rương này nó mới nhiều tiền chứ. Yeah. Thấy không? Tôi nói rồi, nghiệp tôi hết rồi. Tôi hết nghiệp rồi. Giờ cô nhận là cô nhận toàn đồ ngon không? Yeah, hết sảy con bà bảy luôn. Ở đây có trứng không? Mở cái trứng cái coi. Được 10 cái rồi nè. Trời, thấy không? Quá nhanh. Thật sự quá nhanh. Tôi nghĩ rằng cái đi của tôi sẽ không ở đây đâu. Mẹ tôi đã muốn lại bỏ nó và bạn có thể ném cái thằng cái đi ra ngoài rồi. Ném đi rồi. Tôi thật sự hy vọng là cái đi không ở bãi phế liệu, bãi cái phế liệu. Ở trong đây là bãi rác rồi, lại bãi rác đi phế liệu nữa chứ. Vâng, ở đây chúng ta là nên kiểm tra bãi phế liệu tốt hơn. À, mình đã qua được chương 2 rồi. Trời ơi. Đấy, nè, nó nói là mẹo ở dưới nè, đó. Ôi rồi má ơi, nguyên cái bãi rác này giống như là lục cung bãi rác tìm xác. Ở này nó phải tìm xác đúng không ta? Không, lục tung bãi rác. Tìm gấu bông cách đi. Đó. Chúng ta hãy, trước khi có đó thì chúng ta hãy tìm hết cái bụi cây ở đây đã rồi kính kiếp. Cũng lại tìm cái thằng này. Nó không có cái gì khác ngoài tìm mấy cái bụi hay sao á trời. Tìm cái đầu của ngóc đầu không nổi luôn á. Khoan lại, để coi đây bao nhiêu tiền đây. 1.500. 1.500 là được, 1.500 là được. Ok, mình chỉ cần đi đánh vài cái thôi là mình sẽ kiếm được 1.500. Và sau đó là mình sẽ tha hồ. Đấy, 200 mấy là đủ tiền rồi. Hốp liền, 100. 106 hả? Mình nghĩ là mình nên phải mua thêm mấy cái nón nữa. Chứ bây giờ thật sự mà nếu như mà mình để như vậy thì không biết chừng nào mình mới làm xong luôn á. Để coi nón trong này bao nhiêu tiền. 1.000 tiền, chưa đủ. Thật sự 1.000 tiền là chưa đủ. Bây giờ mỗi lần lậm chỉ lậm được có 200 mấy tiền thôi. Bèo thế. Quá bèo luôn. Ok, rồi. Mình nghĩ là mình nên mua nón đi. Mua cái nón đi, nhiều khi cho tôi một cái gì đó. Ok, nón chung cũng được. Nón chung là nón common ấy. Nón common thì không, tính ra nó ngon hơn mấy con bé luôn, thấy không? Sắp đủ rồi. Yeah. 800 mấy nữa. Còn hai món, còn hai cái bụi cây nữa thôi là mình. Ủa, cái thanh niên này qua được rồi nè. Hay da. Ok. Game này là không cần hệ nạp tiền nha mọi người. Duy nhất game này là không cần hệ nạp lần đầu, mọi người có thể qua được. À, thế là mở khóa. Bây giờ mình sẽ tiến thẳng vô trong phế liệu này. Mình đi tìm con cách đi cho cái thằng thằng này. Cho cái thằng Ethan. À, nó tìm được con gấu bông này, nhưng mà không phải là cái đi của nó. Cái đi của tôi có một cái mũ. À, có một cái mũi xanh. Cái lỗ mũi xanh. Chà. Chúng ta đã tìm kiếm mọi nơi rồi, chúng ta coi hy vọng là mẹ con không ném nó ra ngoài bãi rác. Hãy kiểm tra tất cả các đống rác trong bãi phế liệu. Đó, bây giờ đi không? Không, bây giờ mới thật sự là lục tung bãi rác nè, vãi nồi. Trời, rác gì mà khiếp vậy trời, rác gì mà khủng khiếp thiệt chứ. Người thấy chưa, thấy rác chưa? Bây giờ lục tới mười mấy cái bãi rác, 15 đúng không? 15 cái rác lẫn chết gì? Trời ơi, quá đáng thiệt chứ. Để coi bên này bao nhiêu kỳ đây, bao nhiêu kỳ. 25.000. 25.000 mới mua được cái 500. Trời ơi, 25.000 lận. Mạch thế. Bên này là bao nhiêu đây? Hay là mình mua trước bên này đi ha. 5.000 thôi. Ừ, mua trước đi, rồi mình để dành kỳ mình mua khi sau cũng được, đúng không? Ở đây cái nón cũng 4.000 nè, nón 4.000. Nãy giờ mình mua bút mà mình không biết mình có xài được hay không nữa nè. Đấy, lậm trước đã rồi kính kiếp. 15 cái túi rác. Ở trong này có cái rương. Ok, nãy biết vậy nãy mình nên xài cái rương trước. 4, 3. Vâng rồi, ok. Nó xuống con số thấp nhất lại rồi. Cô đang làm việc tốt nha mọi người. Cô đang làm việc tốt là cô đang giúp bạn đi đi tìm con gấu bông đã bị mất tích. Khắm thế không biết nữa. Rồi, mua trước. Hiếm. Ok, không phổ biến cũng được. Rồi. Không phổ biến là quá ngon rồi. Hiếm. Trời ơi, lại không phổ biến nữa. Thôi, kệ nó đi. Giờ mình bỏ thằng này ra mình lấy. Trời ơi, cộng quá ngon luôn mọi người ơi. Úi giời ơi, cộng là phải cộng như thế. Đấy. Đi là gặp.
Ủa mọi người thấy không, cộng được 3.000 mấy kg thôi. Trời ơi, úi trời ơi, úi trời ơi, được bao nhiêu rồi, được bao nhiêu rồi, được bao nhiêu rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi, chín rồi. Rồi xong. Ấy được 15 cái rồi. Bây giờ là mình à, bây giờ mình nghĩ là chắc chắn lục tung bãi rác là tìm thế nào cũng phải tìm ra thằng đó. Đó, tìm thấy cái đi rồi kìa. Đấy, thấy chưa? Tôi nói là phải lục cái thùng rác mới cái bãi rác. Trời, đúng là cái lỗ mũi màu xanh thiệt nè mọi người. Chờ đã, tôi không biết là bạn có thể nói. Ủa? Đến ngay cả thằng Ethan mà nó còn không biết con cá gì, nó biết nói luôn mà. Quá hư cấu. Tôi có thể nói nhưng tôi luôn luôn cảnh báo với bạn rằng là mẹ của bạn sẽ không thích tôi và sẽ giục tôi đi. Bạn không nghe. Cái đầu của bạn để đâu á? Bạn có cái đầu mà bạn không để ý. Đó, chửi thẳng mặt vậy đó. Ừ, xin lỗi, giờ xin lỗi làm được gì, đúng không? Bạn không để đưa tôi về lại căn nhà đó được nữa. Nếu như tôi về thì mẹ bạn cũng sẽ giục tôi đi thôi. Nên là tôi quyết định tôi sẽ bỏ đi chỗ khác. Tôi sẽ đến với cái hòn đảo, hòn đảo gấu bông. Trù ghê không? Tôi đã tìm thấy cái xe ba bánh hỏng này. Nhưng mà bạn có thể giúp tôi. Ê, tính ra là tìm được luôn á. Mà không hiểu sao nó vẫn thả cho cái con cách đi nó đi. Cái thứ gì vậy? Thiệt luôn á. Nó vẫn thả cho con cách đi nó đi cho bằng được mà. Ê. Rồi, cỡ gì cũng phải hốt 2-3 lần nó mới xong ấy. Đó, cỡ gì cũng phải. Bây giờ mình tìm nhiều lắm nha, không phải ít đâu. Bây giờ mình tìm là cái bàn đạp 5 cái, bánh xe 5 cái, yên ngồi 5 cái và cái này là cái gì ta? Cái gì á? Tay cầm hả? Cái đó gọi là trong xe đạp gọi là gì cơ, mình quên mất cái tên. Thiệt tình. Đó, nói chung là bây giờ cứ đi đào thôi chứ biết sao giờ. Ôi nhưng mà thật sự bên này lên tiền nó rất nhanh nha. Bên này lên tiền rất nhanh. Nên là bên này mình chỉ cần vài phát thôi là mình có thể mua được mấy cái 60 rồi. Ở đây có trứng không nhỉ? À có trứng. Mình nghĩ là mình nên lên bét đi chứ bét mình cùi quá. Bét cùi quá. Bét này không làm ăn được gì hết. 4.000. 4.000 cho một cái quả trứng mình bao rác. Sử thi. What the hell? Một con sử thi là một con epic đấy. Không đùa đâu. Một con epic là một con cú hả? Cú là được level 2 rồi nè. Ôi trời ơi, con epic nó ngon quá mọi người ơi. Trời ơi, thật sự con epic nó quá ngon luôn. Ôi trời ơi, con heo nữa chứ. Trời ơi, bỏ liền. Hốt xác mấy con này vô trước đã rồi kính tiếp. Yeah. À, bây giờ lật tay của tôi phải nói là lên bá cháy. Trời ơi, một phát một lụm được liền. Trời ơi, trời. Quá sung sướng. Mọi người thấy không? Quá sung sướng. Lên đúng nhanh luôn. Là mình sẽ tống khứ cái con gấu bông này đi. Nó bắt tôi lụm trong cái bãi rác này mà. Nên là tôi ghét. Tôi phải cho nó đi. Mở khóa cái. Yeah. Và cuối cùng, xe ba gác. Này, ông nội tôi xe ba bánh ông ơi. Ông dịch, ông nào dịch ra được cái từ ba gác hay vậy trời. Thiệt luôn á. Three wheel chứ đâu có cái mức ở xe ba. Ừ. Mà thôi kệ đi, Google Translate ai mà biết được. Ôi trời ơi. Gấu bông vừa biết nói mà vừa biết đạp xe luôn. Hư cấu thiệt chứ. Yeah. Ơi, nó rủ thằng này nó rủ đi luôn, đi chung tới cái hòn đảo gấu bông luôn nè mọi người. Và hay thiệt chứ. Yeah, đó, đây là chapter 3 nha. Đó. Vậy là chapter 1, chapter 2 là mình đã tìm được con gấu bông rồi. À, còn đây là chapter 3. Chapter 3 là mình sẽ tới cái hòn đảo của cái con cách đi này. Đấy. Rồi thì ok thì mình sẽ dừng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên bao lần cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình nhé. À, nếu như bạn nào muốn mình làm tiếp cái series này, tại vì mình nghĩ là sẽ thú vị lắm. Về sau là sẽ có nhiều cái map mới hoặc là nhiều cái thử thách mới của cái con gấu bông này nó đưa ra nè. Đấy, thì comment ở phía dưới nha. Bye bye mọi người.